Hello, xin chào mọi người, chúng quay trở lại với Sky Factory. Và Cụ thể mọi người gọi là mấy thằng rảnh đời. Săn đi, đừng săn đi. Bắt săn đi, bắt săn đi. nice. Fuck, cậu đập chưa? Vâng, thì mình đã chuyển tất cả mọi thứ sang một cái chỗ mới. Và tập này chúng ta sẽ Xây đi tất cả xây. Tập này ta nó đã quá rảnh, nó ngồi 2 tiếng rồi, nó ngồi xây tất cả thế này mà thấy chúng ta rảnh lúc nào. 2 tiếng thôi mà, đời mình còn dài, tiền mình còn Đời mình còn nhiều. dài, zombie còn nhiều. Nice. Giúp em với. Và tập này Anh chúng ta sẽ ơi, anh giúp em. chết mợ đi, chú sống chỉ tốn của đời cho thôi. Nào, giết zombie có thể được loot bác ấy. Lên nói sớm. Yeah, được Cây con tay tàu. với tàu ở tí nữa đi trồng. Cây ok, nào mời ơi, đưa cái dìu ơi, Chặt đưa cây dìu. à? Không, cứ đưa đây, có mấy Ừ. cái dìu. Một cái gì? Fuck kẹt. Oh my god, thì với các bảo này sẽ làm một farm. Ừ. Trong lúc đó nờ mà cứ đi làm đất đi, hôm nay sẽ phải làm nhiều thứ phết đấy. Cây cảm ơn, có làm dìu mới đi. Trên đấy con tớ sẽ muốn tớ phải lấy trên đấy thôi, thấy con kia nó kiểu bye bye all, mình sẽ đi tự tử. Ôi rồi, Creeper. Thân Ông phát sắp chết rồi. Chết, NM, help. Help. Chết đắc lắm, rồi. Bị giết bởi zombie tí hon, mày có gì nhiều cơ đâu. Oh nhiều cơ là mình giết một creeper tí hon. Đây anh ra giúp đây, god. mày đùa tao này. Đây. Hồi sinh mà sao lâu thế nhỉ? Oh my god. Ok, I'm back. Tất cả mọi thứ đều đang rất là ổn ổn thỏa theo nhiều góc độ, và từ nghĩa đen từ nghĩa bóng. Và trong buổi sáng chúng ta phải xây xong cái đờ mờ mày zombie đờ mờ zombie 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 Nữa à? zombie nhờn à, cả mày đã skeleton chết đi. Ô loot bag này Nice. Được cái gì? ai biết được. Rare hay là medium hay là gì? Hay là common hay là gì? Đây là cái Mình đang ăn làm ăn Spider-Man. ui ui được cái này. Ăn common à? Nếu mà cậu làm cái smell bye Không không đồ ăn. Sao? làm cái smell gì đó ấy, quên mất rồi. Spluttery á? Của Tinker Construct á? Tinker Construct ấy, đúng rồi đấy. Nó có Không đấy đi. ơi, cái đấy cần nhiều dust lắm. À Ừ thì không, cái đấy cần phải. nhiều clay lắm. Ừ. Chúng ta có thể làm vô tận clay mà nó mở. Không biết rồi nhưng mà tớ lười lắm. Còn mà không làm chúng ta không phải là bạn bè đâu. Cái con phế vật này. What Đang chặt cây mà hãy nhìn đống đống đồng hoang vô vụng gì gì, gì tớ đó xây đi. xong, tớ xây xong cái mốc farm này mà không xong được cái tinker construct kia ấy thì đừng nói chuyện với nhau nữa nhé. Từ từ tao chặt cây. Ừ cứ Tao thế cũng cứ là xong đi. tao tí chặt cây xong rồi bắt đầu. Ừ. Thì xem đứa nào xây nhanh hơn đâu. Chơi luôn. Tao tí. Tất nhiên là cái mốc farm tớ lâu hơn rồi, tớ cứ chọn đấy. Vì trình độ chúng ta có cách biệt. Được vậy. Cười được vậy. Thôi bây giờ nó thành đồng không ngô mạnh thế à. Nào. Em không đi chặt cây đâu. Tốn thời gian lắm. Tí ạ. Phải chặt cây. Không tí chặt sau. Tao hoàn thành nhiệm vụ. Đâu ơi. Ok, clay. Những mình không nhầm lắm này, cái này. Nhưng mà đâu Fuck, lên nào giờ? Cây lên đây. chết đâu rồi, quyển sách của Skylar đâu rồi, Nice. Cây. Cây. Nếu mình nhớ không nhầm làm này thì mày. Đúng rồi. 20 lóc thằng tiếng. 1 2 3 4. giấy Cây. anh có giấy không? Không. Cố gắng kiếm đi em. Đi ship đất đi. Ship đất mà kiếm giấy. Thật ra cần clay hơn. Chỉ không biết tỷ lệ bao nhiêu Làm luôn. sao? Tiếng chuột, tiếng bàn phím. Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm một farm thứ mà mọi người đều mong muốn đây. Basan thằng ngon. Nếu mà làm gì ấy? Gravel Basan. No. Nay mình ham mới, mình đâu rồi. Làm cái mới đây.
Diamond Hammer có vài vấn đề ấy mà. Cậu đã làm gì? Thì trong lúc đi ship đất một lúc thì có con zombie ra đập và rơi xuống địa ngục thế thôi. Ngày mà. Sở ơi, Diamond Hammer có mỗi 2 viên Diamond thế mà, cái gì đâu. Nhờ Nam ơi à, đúng không Nam ơi? Nam ơi, À, tập trung làm việc tập trung. Bên trong trường hay vừa. Nam ơi làm gì đấy? Tại vì nếu mà tới build sang cái chỗ Cậu mà ở gì? V-Miner mà sập nguyên cả cái chỗ đấy thôi đấy. Tại biết rồi là thì nó không sập đâu. Chúng mình không quen nhau luôn ạ. Tớ sợ tớ chết rồi. Chết đi. Okay, tớ lên đây được vậy. Ok. Everything is awesome. Đây vừa xảy ra khi bạn nó rảnh quá, bây giờ bạn phải làm cái này. Cái này kiếm G-Root. Vâng, thì nên dạy đời. Kiếm G-Root cho nhân loại. Mình làm cái cờ Soul Struck. Shit. Thanh niên phát biểu rất là đậm chất lâu năm. YOLO! Không. Bên mày nào? Về miner nào mà sập nguyên cái bếp đấy thôi đấy, không không nói chuyện đâu. Vẫn Ôi, còn. một đồng. Thông minh đấy. Rất là thông minh. Mình ủng hộ ý kiến của bạn. Ok, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Ngồi 2 nhau 3 chỉ cũng 4 còn nhá. 5 6 7 8. Nè mơ ơi, sắp xong rồi đấy. Là cái gì nhờ? Ai mình có thi đâu. Cái gì đấy? Các công việc của tớ phải làm một đống thứ nhá. Công việc cậu có mỗi Ai bảo thế, chúng ta phải tính toán xem là cách bao nhiêu block để đặt thành một block. Đừng nói thế. Xây cái mô phạm là cả một nghệ thuật đấy, biết không? Nghệ thuật quốc gia đấy, quốc tế đấy, được cả mấy nhân dân. 4 5 6 7 8. Ok, nếu mình đi qua không thì mình đi lại rồi mình đi xuống nhập xuống địa ngục mất viên Nice. nó mất 2 viên đây mình giá trị của mình Lúc đấy thì ngồi đấy mà ăn vạ nhá. kệ không vậy. Ok. Everything is awesome. Tại sao mình khác cái bài này ăn hại đấy nhỉ? Holy shit. Làm một Ok, công việc. một vua dân san Nam sắp à. thành dust. 1 2 3 4 Dust là cái gì? 5 6 7 8. Ok, 8. Dust. Đáng lòng vãi, tớ còn phải lấy nước nhưng mà tớ còn phải lấy đủ thứ. Nói chung là tất cả tập này ngồi dành làm tinker construct thế nên là tớ Một cũng đứa làm muốn. tinker xong sao, một đứa làm mob farm. Nói chung là trước khi hết hè phải làm xong cái series này. Vào năm học nữa thôi, đừng hòng mà chơi game. Bố mẹ nghiêm vãi cả linh hồn này. Mẹ đi làm trải nghiệm. Cây. Còn 700 không biết có đủ không? Nếu lâu lâu tự hỏi còn 700 có đủ không? Nhà nó giàu lắm, 700.000. Điên à, 700 cobblestone này. Nhà người ta nghèo, nhà thằng MVP cộng kia mới giàu. Người Ok. ta what? Ok gì ấy? Đang tính toán vậy thì Calculated. có mấy cuốn sách cậu nhớ là sách gì không? Có sách một đen đen đi. Không. Tình cứ quan sát, cứ lên mạng và search đi, không phải việc của mình. Rồi nhìn gỗ kìa. Vãi gỗ luôn đi. And you. Ok. Xem hôm nay làm được bao nhiêu. Ôi rồi, lag. Ok, có phải do vài vấn đề ở mình đã bị correct cái Sky Factory này. Mệt thật. Bị crash máy ăn hại. Crude. Cái máy tính ăn hại này. Máy không cần phải crash thế đâu. Ok. Em mở xong tinker construct chưa? Đang cố gắng. Nhanh lên. Một. Hãy cố gắng nhanh lên nhất có thể. Làm cái nghề đơn giản nhất tụi có. Lây. Làm cái đơn giản nhất mà không làm được thành công thì thôi. Làm dễ đi.
Làm dễ thế đấy, dễ quá. Tất nhiên là phải dễ rồi. Nhìn người ta làm mob farm này, khổ nãy giờ. Đây mà còi. Best xe ever. Không phải tại mình nhá, là phố mình nó hỗn loạn lắm. Ngồi gần cửa sổ. Cửa sổ nó mới thoáng. Cửa sổ nó mới thoáng. Tiếp tục là tiếng còi. Ok, trời tối rồi. Zombie spawn ra đây hết đi, bố cân 10 đời nhà mày. Ủa lúc sau, thôi. You have been hurt by zombie. Ok. Ok, xin lỗi anh zombie ơi, đừng spawn. Ôi, xong rồi. Chắc là đủ rồi. Ok. Chắc là đủ không? Chắc là đủ. Chắc không? Chắc. Khá chắc. Chắc không? Cái con mẹ nó san rồi, chết mẹ. Đáng lòng thôi. Đáng lòng thật không? Không rồi. Chắc không? Chắc. Thật không? Khá chắc. Thề danh dự đi. Danh dự khá đáng lòng. Okay. Ok, cứ làm 64 rồi. Khoảng 40 tốt rồi. Everything is awesome. Trời ơi. Không có câu ở rồi. Không có gì. Anh sắp chết con vợ ở đó rồi anh ạ. À. Anh ơi, em sắp chết đói rồi. Anh ơi. Anh có thể cung cấp nguồn lương thực một ít cho em được không? Anh ơi. Bếp ăn bể, kệ chú. Anh ơi, em hết đá rồi, không xây được nữa. Rồi, anh cung cấp đá cho. Lát nữa đi, bây giờ vẫn còn một chút, vẫn là 400 viên. Còn 400 viên. Ai? 100 viên xây một lúc nữa hết sạch, ngồi đây mới khóc. Mà phải đi trồng cây lại. Đi chặt hết cây bằng cái rìu đi. Ừ, chặt hết cây xong rồi lại trồng lại. Trồng lại xong rồi bây giờ anh làm cái shear rồi, thế nên là... Shear là cái gì? Dùng cái để chặt cái gỗ, chặt cái... Tên rồi, nói chung không, nói chung là chặt cái lá ấy là nó ra lá. Nhớ không? À, cái kéo á. Ờ, cái kéo. Để làm gì? Để tại vì là một sapling là ấy đúng không? Mà trong đấy có cả đống lá, một lá tương đương với một sapling, nghĩa là 6 lá tương đương với 6 sapling. Rồi. Thì chúng ta làm đất đúng không? Nhưng mà tốn sắt. Tốn hai cục nữa. Anh dùng rồi. Hai cục. Làm rồi đâu. Làm rồi đúng. Thằng ăn hại kìa. Láo kìa. Vãi thanh niên. Hai sắt của cả đời nhà người ta mà. Coi như của không. Bây giờ còn 7 cục sắt. Fuck you. Ai mà không cho đưa bucket đây. Không đưa bucket đây kìa. Vãi là không đưa bucket đây. Thôi làm nhiều đất càng tốt cũng chả sao đâu. Mày lát nữa là xong. Làm xong cái smell factory chưa? Đang làm. Bây giờ xong thì lúc này có vô tận sắt luôn. Nice. Ok. Chính cái mic hết con mẹ nó luôn. Đánh đặc lòng quá. Làm thêm đây vẫn còn thiếu. Phải làm ít nhất một tầng đi. Ừ, 9 là một tầng mà. Ừ, làm tiếp đi. 2 tầng đi. Đâu 9 được cái đáy chứ. Đúng không? Đúng không? Cái đấy là 6, 3 cái ở hai bên. Nói chung cũng làm đống là được. Ờ, làm bao nhiêu, sau này còn nhiều lắm. Ok. Thế ra xong mốt farm rồi đấy, chú làm chậm đấy. Thanh niên. Anh không rảnh như chú, mốt farm nó cũng không nó không nhanh bằng chú. 1000 viên đá đấy. Người ta lúc đầu vác ra 1000 viên đá rồi còn nó hơn 100. Nhá, phải vác hơn gần nhá, phải làm từng công đoạn một. Cả tấm barrel ở đây mình làm xem. Long à? Anh đã tiết kiệm đá nhiều nhất có thể rồi. 4. À, chú biết đời anh nó chỉ có what the fuck. Đời chú là phải làm tất cả mọi thứ smell factory ok. What the hell? Đáng lòng à, chú cho cái gì vào đây này? Cái gì? Chú cho cái khỉ vào đây nó phải lấy nước chứ phải lấy nước. Nước cái pip. Mà chúng ta có vô tận cát chưa? Chưa. Và có thể chuyển từ đá sang grape, xong chuyển từ grape sang cát rồi cũng coi như là vô tận đi.
Chú lại làm gì mà collecting material 50% này? Đáng Là lòng chú. cái Anh gì? đang làm cái thing construct thì toàn gặp mấy cái barrel nó bị một nửa chỗ là phải đi 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 lại đây. Ai biết được. Ôi chắc chắn được rồi. Coi. Everything is awesome. Và mình đã xong cái mốt phòng. Ok, nhớ nét bảy kiểm tra không? Vẫn còn chỗ này tối. Pèo pèo. Nice. Tôi tấn Pèo cao. pèo. Pèo pèo. Và đã hoàn thành nhiệm vụ. Mission complete. 59 là 19 nhỉ? Bây giờ thì NM ơi, hai cái bucket sẽ đi tong nếu còn được nhảy trượt đấy. Ui creeper, Quan tâm lắm. Đang làm việc quan trọng hơn cho nhân loại. creeper. Kéo nó về đây. Tiếng đồng hồ. Nó Assassin's Creed mình. Ôi trời ơi. Nổ một cái lỗ rồi. Oh what the hell. Oh no. Cứu anh. Thằng ăn hại kia. Anh cần mua của anh lại. À, cứu anh. Thằng ăn hại kia. À, cứu đây mình đi. Mày con. À, cứu đây mình đi. Ôi, ai đây mình cho mày không? Cứu đây mình đi. No, kiếm này mình không được. Tôi kiếm No, đá. Steve, Được Steve, rồi. Steve. Steve. Xin mời mày đi. Đừng giết, đừng có đẩy bọn nó xuống địa ngục, chúng ta phải cần loot bag. Em Stonehammer. chắc mua cái kiếm này Ờ, kẹt đẩy cầm mỡ. để anh sẽ quy cơ để anh đang cố Fuck you. gắng phải đang học rồi Đừng bảo ngồi làm kiếm diamond đấy. lấy chị đi đút vai Lại chơi tiếp. lấy chị đi đút vai Không biết bảo vệ nhau như thế nào à, thằng ăn hại kia. lấy chị đi đút vai Kệ bà nó, lên trên đây đưa này, người ta mở cho YouTube xem nào. Ơi thằng ăn hại kia. Em nó xuống địa ngục được một cái golden apple với một cái golden Rồi. hammer. Được cái. Legendary đấy, legendary đấy. Không bằng cái epic epic thứ ba đấy mình. Thôi đưa golden apple anh ăn luôn. Tao chết. Cơm mẹ nấu rồi. Đi cắm đuốc ơi. Oh my god, quên mất không hoàn cắm đồ đuốc. hết rồi. Ai biết được. Ui dồi ôi, làm nổ kinh thế. Đi fix cái chỗ này rồi làm muốn làm gì thì làm. Được chưa? Vâng thưa cụ. Xong rồi mất bao nhiêu đất kìa. Mất tí đất nào đâu. Nhiều. Đâu, không, không, không mất đi đâu mà. Đang đánh nhau creeper này. Má, không mất tí đất nào đâu hả má. Ui dồi ôi. Giết được Không mất creeper. đất nào, chú làm sao ấy, chú ảo tưởng à. Không mất à? Không, mất một cái. Mất một cái. Mất hai cái. Ui, đứng đây farm được cả đống ấy. Mất hai cái. Ôi, được loot bag này. Ok. Chú làm được kiếm tinh cơ construct không? Dạ. Ok, mọi thứ đều đang rất là ổn thỏa rồi. Làm kiếm đá. Fix chưa? Vẫn còn thiếu đất ở vài chỗ ấy. Một chỗ hai chỗ nữa thôi. Làm tinh cơ construct đi. Đang làm dở đồ clay của anh đâu. Ai biết? Có đời nó mới biết thì không? Ô 64 trên 64 group. Sắt đâu hết rồi? Đây. Tự tôi nó hạnh phúc với anh không hạnh phúc với chú đâu. Anh còn phải làm thì construct chú giao cho anh. Đây. Ôi dồi ôi. Shit. Chú làm đi rồi. Chúng ta cần vài thứ mà. Nung đá đi. Ở chú nung đá ra bên kia đi, tại vì bên này là anh làm. Stone.
Và đây, tức là chúng ta cần cũng khá nhiều thứ ấy, mệt đấy. Đây, chúng ta cần đến tận vài thứ nữa. Chơi đó là cái hopper đó. Có cái meeple nhá, cái cột thịt nhá. Và con mapper này, chúng ta cần làm máy nhảy, máy chạy đấy. Làm gì đấy? Vài thứ, chờ tôi đi. Anh làm tiếng con truck Có cái blade ở đây, có cái blade bột quỷ lửa rồi, ngon. nó cần làm gì nhỉ? Anh quên rồi. Ok, chúng ta sẽ tìm tới giờ em nữa mà ạ. Nhìn nó mơ Đây là số tiền người em được chúng đuôi à? được mà, đây là Sky Factory đúng không? Đó có tất cả mọi thứ chúng ta thể tìm được. GN. Anh không nên ăn hạt potato. Chúng ta thể tìm được GN. I believe. Nhìn đi. Thả nó ra nhá. 1, 2, 3, 4, 5. Đừng có xây nó ở ngay đường đi thế. Đùa anh à? Xây nó ở chỗ góc này này. Chỗ ngay cạnh bể nước này này. Chỗ này này. Sao cái bể nước? Chỗ này này. Nào. Đây chỗ này, chỗ anh đang đứng này. Trung tâm ở đây nhá. Rồi, tốt. Ôi trời ơi. Óc thẩm mỹ để hết đi đâu rồi. Anh giết rồi á. Là người mà kiểu. Nào không đùa. Không đùa. Được rồi, xây gì xây đi. Em sẽ làm việc của em rồi chưa? Làm đi nhờ, làm đi tiếp nhờ, quên rồi. Không nói nào nó xây nói kiểu gì nói mọi người nghe thấy hết thế gì vậy, mình có làm gì sai đâu mà cứ chứ không có kiểu nói xấu sau lưng người khác đâu. Có cái obsidian rồi anh nghe chú ơi á à. Anh ven miner chú ơi Nào còn hai chết bây giờ là mất hết đồ ấy. Mất hết đồ thì còn wave không à? GNM. Stone barrel. Cái gì? À để cho cái đáy này cho nó thẩm mỹ. Đây, cho nó dễ dễ đặt hơn. Ok, xong vacuum hopper rồi. Nice, nice. 64 cái rồi. Bây giờ thì okay. À đi tiếp. Đây. Factory controller. Và xin giới thiệu với tất cả mọi người. Mình sẽ ra kia và quyết chiến với bọn quái vật ở cái kia. Ăn tá vàng nhá là mới nhá. Dù sao nó chỉ có giá trị là 8 vàng ở trong Smear Factory thôi mà. The Rain. Anh nghĩ chúng ta không nên làm này. Thôi, anh để nó lồi hẳn lên mặt đất đi. Đánh vậy, cho nó đẹp hút ở đây cơ. Pha có hopper nó không hút à? Không. À đây nó hút rồi này. Nice, ngon đấy. Đây là chỉ việc ra đây và ngồi farm đi. Ô, nó mở. Biết gì đấy không? Ở đây. Khoáng sản này giúp chúng ta làm cái máy tự động mini crop ấy. Làm lúc cái này đi rồi chúng ta nghỉ nào. Đừng lo, còn 3 tập nữa cơ. Fuck you. Một ngày 4 tập à, anh không chịu nổi đâu. Cái áp lực này. Để yên anh làm nào. Anh làm nhanh lên. Không đùa làm nhanh lên. Lấy cho anh một cái glass đi. Glass là gì, người ta đi chặt cây, trồng cây rừng chưa? Trồng cây gây. Okay. Anh nghĩ nhất là không lười nha chú. Không ăn hại, không lười. Là con người có đầu óc thẩm mỹ, hiểu chưa? Thẩm mỹ mỹ cái lít à? Ý nhất là thế. Ha ha.
ha, xong hết tất cả mọi thứ rồi. À, có một đứa vừa bảo là không có tia Iron nào, cuối cùng nó ngồi nó lấy một lấy ách Iron. Đâu làm gì có đâu, đấy có ách đá mà, chú đùa. Muốn anh giết chú tiếp tục không? Và rồi là rất không tốt đấy. Làm xong Smash Factory rồi xem có bao nhiêu sắt nhé. Bây giờ đi làm mình kiếm, ôi dồi ôi, nhiều gỗ quá. Thế này thẩm mỹ đủ rồi, chắc chơi đủ thẩm mỹ vị chú. Mít pull đâu. Everything is awesome. Bây giờ anh quên để nó như nào rồi. Bây giờ làm nô để kiếm đá. Fuck, không có đá cơ. Drain. Mình có drain chưa? Drain sẽ được ở bên này. Đấy. Xong chưa? Vẫn thiếu. Tinh table. Vẫn thiếu, làm thêm đi. Anh đang tra từ điển. Làm thêm đi, đừng có lười. Đấy. Ok, hiểu rồi. Thế này nhá, như thế này nhá. Làm thêm đi, anh cho lava vào cho. Như thế này nhá. Nhầm rồi. Ok, đầy lava rồi, bây giờ cần gì nữa không? Từ cái drain là như thế nào nhỉ? Quên rồi. Drain là cái gì? Anh đã phải làm hết công việc nặng nhọc rồi chứ chỉ việc đi tạo cái máy mà không tạo nổi. Ok, bây giờ công việc của mình bây giờ chỉ việc ngồi đêm mà farm thôi. Có lẽ mình sẽ kết thúc tập này ở đây cùng với thằng ăn hại NM. Hẹn gặp lại các bạn ở tập khác của Sky Factory. Bye bye. Không nhiều vậy.